Liverpool đè, Liverpool đè. Đó. Sút. Trời ơi. Không có bàn thắng cho Liverpool, rất đáng tiếc cho Torres. Đè đi cho cái giò hên quá ha. Nếu không là 1-0 rồi. Hên thiệt. Chuyện lên. Đó, nó chuyện cho bóng tỉa kìa. Ừ. Hay quá. Qua luôn. Ừ. Đúng rồi. Sút đi. Đâu rồi? Mày xuống mày. Mày làm gì mày? Mày đứng đó chạy hết màn hình tao cái gì? Chạy gì? Mày đi đâu mày? Mày chạy cái màn hình tao. Thôi đi. Mua kiếm chuyện hả? Dạ. Thôi. Ê, Quang Quỳnh Tư đó nha. Mày phá là coi chân nha. Mày điên nha mày. Lộn không? Rồi. Chơi đi. Nửa trái 90 lửa. Năm chai đây năm chai, thằng này có 5 chai nè, ghi đó 5 chai rồi kỹ vô luôn đi. Sút pha tấn công và như vậy là sau đường của này chết rồi. Thêm nha. Đâu bây giờ sắp trận rồi, bắt luôn đi. Vô. Xem chút nữa là vô rồi. Mày cầm tụi này đi. Làm mình nhúng nhảy không sao vậy? Xuống. Rồi, Chelsea dẫn dắt kìa. 90. Nửa trái 90 lựa kìa. Ai nằm không? Sao? Mày đẩy luôn phải không mày? Rồi, 5 chai luôn phải không? Rồi, ký vô luôn đi. Sút. Hay quá. Sút đi. Một cú dứt điểm quá đẹp. Xin lỗi nha, thắng xe bị hư thiệt mà, coi nè, tay chân nè, dơ hết rồi nè, đừng giận nữa mà. Không xin lỗi gì hết á, giận luôn rồi. Quang xin lỗi mà, thắng xe bị hư thiệt mà, coi nè, tay chân nhức nhau không thấy hả? Đừng giận nữa mà. Không. Thôi mà, đừng có giận nữa mà. Không. Cái gì vậy? Linh nè, có sao không Linh? Có sao không? Đau quá à. Nè mấy ông kia, chạy xe gì kỳ vậy? Có sao không vậy? Đau quá à. Thôi, Linh đi bệnh viện nghe. Không, Linh không sao hết đó. Không sao thiệt không? Thiệt. Sao mặt nhăn nhó quá vậy? Linh giả bộ thôi à. Cái gì? Giả bộ với Quang á hả? Ký đầu bây giờ. Dám chọc Quang hả? Làm hết hồn mà. Linh không sao. Không sao thiệt không? Ừ. Chắc chưa? Ừ, chắc. Không sao thiệt phải không? Ừ. Không có được giả bộ nữa nghe. Thôi đi nha. Lên xe đi. Mình đi đi. Được rồi, không sao thì đi. Anh ơi, chở em đi nha. Về đâu anh? Cứ đi đi hướng này giùm em nè. Nhanh lên anh, đi hướng này nè. Quản lý đâu? Quản lý của tụi mày đâu? Dạ, tôi là quản lý ở đây à. Các anh có chuyện gì không ạ? À? Mày là quản lý hả? Dạ. Mày không biết tao là ai à? Cái làm lại. Tội nghiệp cho mày quá. Mày không biết tao là ai đúng không? Mày muốn biết tao là ai hả? Kể từ hôm nay, tao sẽ thường xuyên tới đây để chăm sóc cái bi lớp của mày. Để cho em biết anh là ai, đúng chưa? Vậy sao được? Cái bia lúp này cho anh hùng Rulo chăm sóc mà. Cái gì? Anh hùng Rulo chăm sóc cái bia lúp này. Không nghe. Nhạc lớn quá tao không nghe. Con kia, xuống nhạc. Em làm ơn, em nhắc lại giùm anh một lần nữa thôi. Ai là người chăm sóc cái bia lúp này? Anh hùng Rulo chăm sóc cái bia lúp này. Đồ ngu. Mày nghĩ sao mày nói câu này? Sao mày ngu vậy? Mày ngu lắm cho nên mày mới bị ăn đòn. Mày ngu mày còn lì nữa. Tao nói cho mày biết nha, kể từ ngày hôm nay, người có cái bia lúp này lại đại ca tư theo. Mày rõ chưa? Dạ rõ. Mày lặp lại cho tao nghe một lần nữa coi. Dạ đại ca Tư Thẹo chăm sóc pin lúp này ạ. Dạ đại ca Tư Thẹo chăm sóc pin lúp này. Lớn lên. Dạ đại ca Tư Thẹo sẽ chăm sóc cây bia lúp này. Nhóc con giữ đó. Nhóc làm việc đi. Nhìn cái gì? Chào cô. Cô ơi, cho con hỏi, có anh Tuấn ở nhà không cô? Cậu Tuấn không có ở nhà, cậu đi đâu tôi cũng không biết nữa. Thôi vậy nha cô. Cô cảm phiền nha. Chào dạ. Cô. Cô ơi, cô ơi. Anh ơi, anh, tôi xin với anh mà. Tôi xin với anh. Mày trả tao mày. Má ơi, cứu con. Má ơi. Cậu, tôi lại anh mà. Từ từ nói cậu. Tôi lại cậu mà, cậu không nói cậu. Đừng làm gì má. Má ơi, con xin lỗi má. Có gì từ từ nói cậu ơi. Má. Lấy nhanh vậy. Đi nói xin với anh đâu. Cậu ơi, đừng có quấy đến nữa mà. Cậu ơi. Thôi. Tha cho con thôi cậu ơi. Anh Hùng. Anh Hùng. Bác à. Hãy tha cho em xin anh đó anh Hùng ơi. Cứu con tôi cậu ơi. Anh Hùng. Dạ, không sao đâu bác. Mày làm gì vậy? Đàn ông con trai mà đánh bà già ốm yếu như vậy hả? Dạ. Bác ơi, bác có bị sao không vậy bác? Dạ không. Cậu cứu con tôi cậu ơi. Dạ, không có sao đâu bác. Để con này làm tôi nói cho. Con có sao không con? Con có sao không má? Chắc là thiếu nợ người ta không trả, cho nên mới bị đánh dữ vậy phải không? Thấy bà già ốm yếu tội nghiệp quá. Làm con hiếu thảo á, ráng làm kiếm tiền trả hết nợ cho người ta nghe chưa? Đừng có để bà già khổ vậy nha. Dạ cậu ơi. Dạ tụi nó mạnh tay quá. Dạ con xin lỗi bác. Dạ cảm ơn cậu. Dạ, bác bỏ qua nha bác. Dạ cảm ơn cậu. Dạ con chào bác. Cảm ơn cậu. Đi. Dạ. Mày nhớ mặt tao cho mày. Gọi tao ra mày. Cậu ơi, cậu ơi. Mơ. Mày con. Cháu không xin lỗi má nha mơ. Ủa, bà hả? Còn vì tối hôm qua nó về muộn lắm phải không bà? Có, nó có về trễ một chút. Nhưng mà nó có điện thoại báo cho tôi biết. Lần nào bà cũng bao che cho nó hết. Học hành thì tệ lậu. Vô được có cao đẳng mà chưa biết thân. Không chịu học hành cho nó đàng hoàng. Suốt ngày chỉ lo chơi bời. Bà nói với nó, làm ơn mang trả chiếc xe SH lại cho cái thằng bạn trai của nó đi. Tôi không đồng ý cho nó nhận món quà đắt tiền như vậy đâu nghe. Ông nói cái gì kỳ cục. Nó thích con mình thì nó tặng, mắc cái gì phải trả. Vậy chứ bà có nghe người ta nói là vô công bất thụ lộc không? Cái gì mà công với lộc. Tụi nó thương yêu nhau thì nó lo lắng cho nhau. Đó là cái chuyện bình thường. Ông chỉ được cái nước nhiều chuyện thôi à. Tôi nghĩ bà cũng ngộ thiệt á nha. Tôi với bà khác nhau vậy đó. Vậy mà không hiểu sao có thể sống với nhau tới hơn 20 năm là sao ha. Tại vì ông thương tôi. Cái vậy mà cũng nói nữa. Bà biết vậy đó. Bà làm ơn nói với con Vi á, từ nay tập trung lo học hành đàng hoàng đi. Nếu nó không có học hành được á thì tôi kiếm chồng giàu tôi gả cho nó. Thằng Tuấn nó có biệt thự. Con Vi mà về đó rồi là khỏi phải lo gì hết đó. Sao bà càng nghĩ như vậy ha? Giàu sang, là cha mẹ nó giàu, chứ giàu gì nó. Còn nó là thằng vô công, rỗi nghề. Tôi hỏi bà, làm sao tôi có thể yên tâm gả đứa con gái cho cái thằng như vậy được chứ? Cha mẹ nó giàu thì khác gì nó giàu đâu. Tiền nào lại chẳng là tiền. Ông giải thích cho tôi nghe coi nó khác nhau chỗ nào. Ê, bà thiệt là, sao bà cản nghĩ như vậy? Bà mà cũng có cái ý nghĩ ham giàu như vậy, hỏi chi con Di nó không hư. Giàu thì sao chứ, bộ lấy nghèo như ông là hay lắm hả? Ê, đó là tôi nói sự thật. Con Vi nhà mình nó xinh đẹp như vậy, tôi phải gả chồng giàu cho nó. Còn con Linh á, ông thương yêu nó thì ông muốn định hướng kiểu nào ông định hướng. Nè, mỗi người một đứa, khỏi cãi lộn, mệt. Thôi mẹ, bà con vậy? Mới sáng sớm ba má cãi lộn cho mất vui. Má hơi đầu mà gay gắt với ổng chứ. Ổng tối ngày lo chuyện thanh cao không à. Nè, giàu nghèo có gì khác nhau, bộ lấy ổng nghèo là vui lắm hả? Thôi ba uống cà phê đi. Cảm ơn con gái. Thôi ba đi làm đi, nói chuyện với má mày mệt quá. Dạ ba đi làm. À Linh. Dạ. Khi nào thì mới có cái thông báo học bổng du học của con vậy? Dạ chắc trong tuần ba. Ba đừng lo, nếu như mà con không đạt học bổng kỳ này á, chắc chắn con sẽ xin học bổng ở trường khác. Ba yên tâm. Ráng nha, con gái của ba đúng là giỏi thiệt. Con đi học nha má. Hay quá, Rồng đến nhà tôm. Rồng con mẹ vậy? Mày thiếu nợ tao chuyện nào trả, nói đi. Anh Tư, anh bình tĩnh anh Tư. Vô nhà ngồi uống nước cái đã, rồi anh em mình nói chuyện sau hả? Vô nhà đi nha. Thôi vô nhà đi, khát nước quá. Ha anh Tư. Vô anh Tư. Anh Tư uống bia ha. Để em kêu sắp nhỏ đem bia ra cho anh ha. Lấy mấy lon bia uống đi, khát muốn chết à. Khỏi, để tao nói luôn. Anh Tư. Anh Tư cứ nói. Bố, tao tin mày, cho nên tao cho mày vay 3 tỷ để kinh doanh dự án đất đai của mày. Giờ tao kẹt vốn, mày coi mà trả tao khoản đó, khỏi lằng nhằng con mẹ gì hết. Anh Tư, anh Tư nói làm sao đó chứ, em có mượn tiền anh Tư hồi nào đâu. Rõ ràng anh Tư nói hùng vốn với em để làm dự án mà. Về chuyện làm ăn, lời ăn lỗ chịu. Bây giờ anh Tư đòi em làm sao anh Tư? Ủa, tao nói hùng vốn với mày hồi nào? Rõ ràng mày đến hỏi vay tao. Tao nể tình, mày là em con rể đầu tiên của tao. Tao lấy lãi suất tượng trưng, lãi suất mày không trả, giờ mày lại nói là hùng vốn hả? Mày tính ăn cướp hả? Nể là nể bà Quanh đó nha mày, giỡn mặt hả mày? Anh Tư, anh Tư bớt nóng, chuyện đâu còn có đó. Để em kêu sắp nhỏ đem nước lạnh ra cho anh Tư uống, cho bớt nóng nghe. Lẹ đi mày, khát uống chết à. Mấy đứa đâu rồi? Đem nước lạnh ra cho anh Tư uống, cho bớt nóng coi. Ủa, mày dám? Anh Tư, làm sao mà em dám? Chẳng qua là anh Mạnh đại ca là đàn anh của em, biết em là đứa thật thà, bị anh Tư ức hiếp quá. Mà em hiền như vậy, cho nên anh Mạnh đại ca mới hành xử đó thôi, chứ không phải là em. Mạnh đại ca ở Mạnh Quận Tư. Đúng rồi đó. Một mình mà Mạnh đại ca đánh 4-5 thằng ở bên Quận Tư đó. Là cái ông đó đó hả? Để em mời anh Mạnh đại ca ra, anh em mình nói chuyện ha. Dạ em xin mời anh Mạnh đại ca ra đây cho tụi em chào hỏi. Tao nghe nói á là mày cần uống nước lạnh lắm phải không Tư Thẹo? Dạ đâu có, hết khát rồi. Thằng Bửu á là đàn em của tao, nó có nói rõ mày đã góp vốn với nó, mà bây giờ á nó đã làm ăn thua lỗ hết rồi. Trong khi đó thì mày cũng phải chịu. Giờ thì mày còn đòi cái con mẹ gì nữa. Anh Tư, đừng. Nếu mà mày còn ức hiếp nó hả, tụi tao sẽ không yên cho mày đâu. Đại ca, em xin mời đại ca ngồi. Ồ, giờ mày muốn làm sao? Làm ăn chung mà anh Tư, có lỗ thì có lời. Bây giờ dự án đã bị lỗ hết rồi, em còn bị mất hết vốn, làm sao em có thể trả tiền cho anh Tư được? Xem như cả anh và em lỗ trắng trong cái vụ này rồi. Em cũng mong anh Tư bỏ qua ha. Lần sau chúng ta tiếp tục hợp tác, hy vọng sẽ thành công hơn ha. Hả anh Tư? Bây giờ ý của mày muốn sao đây? Mày quyết định luôn đi, để tao còn tính nữa. Em khuyên anh Tư nên bỏ qua đi. Tiền bạc mình còn có thể kiếm được, mà mình đừng có để đổ máu. Mà đại ca và đàn em ở đây không phải là người dễ chịu đâu anh Tư. Thôi được rồi, chuyện đâu còn có đó. Xem như vụ này tôi đầu tư lỗ, vậy được chưa? Dạ ha, có Mạnh đại ca ở đây làm chứng cho tụi em ha. Được, tao làm chứng cho mày rồi đó. Dạ. Để tao thử coi có cái thằng nào dám động tới mày nữa không. Dạ. Dạ. Dạ, anh Tư về thông thả. Vô, đại ca. Mới có mấy ngày mà mặt mình thấy ghê quá. Nếu mà không kiếm được anh Tuấn, chứ mình chết. Anh đem em còn sớt, còn bây giờ thì bỏ trốn để cho mình ôm xô trả nợ. Ba hồn chính vía ông Tuấn về đây trả nợ cho tao. Sao bọn Tư Thẹo cứ gọi hoài vậy? Có tìm được thằng Tuấn đâu mà cứ gọi hoài à? Nếu mà không kiếm được thằng Tuấn, chắc là Tư Thảo giết mình chết mất. Không được, mình phải kiếm được thằng Tuấn thôi. Nhà hàng, khách sạn mình đã tìm hết rồi, bây giờ chỉ còn cách ghé nhà nó mà canh chừng nó. Dạ, em chào anh Tư. Cho tao gặp Thành đại ca. Dạ, chờ em chút. Anh Tư. Hả? Em thấy vậy, cái bên của bên Mạnh đại ca toàn là thứ dữ không à, toàn là đầu trâu mặt ngựa không à. Theo em nghĩ á, chắc Thạch đại ca Ổng ngại mấy cái vụ đó, không có dám xen vô đâu. Một khi Thạch đại ca đã nhận lời thì đừng nói là một thằng mạnh, mà 10 thằng mạnh cũng phải khuất phục nữa. Tao sẵn sàng trả bất cứ cái giá nào để Thạch đại ca giải quyết vụ này, miễn làm sao bắt được thằng Mũ và thằng Mạnh, quỳ rối trước mặt tao, van xin tao tha mạng. Dạ. Ừ. Mày ở đây đợi tao. Dạ, để cảm ơn vào. Má, sao mặt mũi bơ phờ vậy hả? Ăn gì hôn? Má mua cho. Thôi, con má ăn gì đâu má. Em bị sao vậy? Chị đừng có hỏi mà, em đang mệt lắm. Có chuyện gì nói chị nghe thử đi. Em nói ra thì chị có giúp gì được cho em không? Thì em cứ nói chị nghe. Chị thấy cả tuần này em lúc nào cũng lo lắng, mặt mũi thì bơ phờ. Thôi chị nói hoài à, em đang buồn ngủ, được chưa? Thôi thôi, mệt mỏi quá đi. Có chuyện gì thì nó nói với má rồi. Mà nè, con đừng có đi chơi khuya nữa đó. Đi chơi khuya riết rồi mặt mày hốc hác phờ phạt hết trơn à, da mặt xám xịn hết rồi kìa. Dạ, con biết rồi. Mà nè, con lo học hành đi, ba mày biết là ba mày chửi tao đó, nghe không? Ba của chị Linh rồi, còn chị con nữa đâu. Em nói gì kỳ vậy? Em là em, chị là chị. Ba thương hai chị em mình như nhau mà. Em chỉ cần... Thôi thôi, chị nói hoài à, mệt quá. Má có tiền không? Cho con mượn đỡ một ít đi má. Cuối tháng má làm gì còn tiền, để ba mày lãnh lương rồi má đưa cho. Chán quá. Thôi má đi phê đồ đó. Đi rồi khóa cửa cẩn thận nghe không? Dạ. Chị hai có tiền không vậy? Em cần bao nhiêu? Chị có bao nhiêu cho em mượn hết đi, vài bữa nữa em trả. Chị có bao nhiêu vậy? Trời ơi, sao nhiều tiền quá à. Chị mới lãnh lương vậy thêm hả? Cho em mượn hết nha. Không được, chị có việc phải cần. Cho em mượn một nửa thôi. Kèo quá. Cái con bé này. Em, để cửa chị đi luôn nha. Em biết rồi. Nhanh dữ vậy đó hả? Xong rồi, về quán chờ tụi nó đến tạ lỗi. Đại ca mà ra tay là nhanh như gió vậy đó. Mày tưởng ai cũng có thể bắt thằng Mạnh khuất phục và chịu xin lỗi sao? Nếu vậy làm gì phải mất 1,5 tỷ cho vụ này. Ủa, cuối cùng phải mất tiền mới giải quyết được hả? Ừ, nghĩ cũng đau thiệt. Nhưng mà băng thằng Mạnh mạnh quá, chứ nếu không tao không chịu thiệt cái vụ này đâu. Thôi, thà mình mất một nửa còn hơn là mất hết, đúng không đại ca? Tao cũng nghĩ vậy. Dạ. Vậy thôi. Má ơi, con đi học nha má. Để Quang dắt cho. Quang cười gì vậy? Thì tại Linh cười. Linh cười thì sao? Cười dễ thương quá nên nhìn. Đừng có chọc Linh nữa, lo đi học đi không thôi muộn đó. À, đi học. Lại là cô đó hả? Dạ, con nè cô. Gì nữa đây? Dạ, anh Tuấn về chưa cô? Chưa. Cô có biết anh Tuấn ở đâu không cô? Không. Nếu mà cô biết anh Tuấn ở đâu á, cô làm ơn cô chỉ cho con biết với nha. Con mà không gặp được anh Tuấn thì chắc là con chết quá cô. Cô ơi, con năn nỉ cô á cô. Cô này, tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi không biết anh Tuấn ở đâu, mà tôi cũng không biết cậu Tuấn đã làm cái gì. Sao mà cô lì quá vậy? Bao nhiêu lần rồi? Thôi đi về đi. Con nhất định phải gặp ba má của anh ấy. Cô cho con gặp ba má của anh ấy đi. Con có chuyện quan trọng muốn nói mà. Bà chủ tôi á, không muốn gặp bạn bè của cậu Tuấn, cho nên tôi không có cho cô vô được. Con nhất định phải gặp hai bác. Cho con vô đi cô. Tôi đã nói với cô là không được, cô nghe rõ chưa? Đi về, đi về. Con nhất định phải gặp hai bác để nói chuyện. Nếu mà cô không cho, tôi la lên bây giờ. Trời 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 trời. La đi. Tôi thách cô đó. Cô la lên đi. Được. Bà thách tôi hả? Có ai nhà không? Trời, mở trời. Cửa đi. Có ai nhà không? Ra đây đi. Hai bác ơi, mở cửa ra đi. Hai bác ơi. La lớn lên đi. Thử coi có ai lên tiếng không. La đi. La đi. Lì lợm hả? Ơi, anh Tuấn ơi. Chuyện gì mà ở nhà không? Ngào vậy chị Tư? Dạ. Con là Thúy Vi, bạn của anh Tuấn nè bác. Bác ơi, con có chuyện sống chết muốn nói với bác. Có chuyện gì vậy chị Tư? Nè, chào bà chủ. Cái gì đây? Nếu mà chuyện nợ nần hay là chuyện bầu bì gì giữa cô với thằng Tuấn á, thì tôi nói luôn cho cô, khỏi phải mất công trình bày nữa. Là nhà tôi á, không có chịu trách nhiệm về cái chuyện thằng đó làm. Anh chị tự làm á, thì anh chị tự chịu. Cô có bầu với nó thì cô tự giải quyết. Dạ, con đâu có bầu đâu bác. Con... Vậy thì tôi mừng cho cô á, chứ mấy đứa khác nó không có được may mắn như cô đâu. Nhìn cái gì? Cô đâu phải là đứa đầu tiên đâu mà cô nhìn tôi dữ vậy. Cô về đi. Bác ơi, bác. Ê, cứu con này. Bác ơi, bác giúp con đi bác ơi. Anh tôi nghỉ nợ xong rồi bắt con gánh nợ, bây giờ con không biết phải làm sao hết đó. Bác giúp con với nha bác ơi, bác. Trời, nhìn cái mặt mũi cô cũng thông minh đó, mà sao cô ngu hơn mấy nhỏ kia vậy? Bác nói gì con không hiểu. Tôi nói cho cô biết, ở đời á, mà lấy tiền bao trai á, thì bắt thang lên hỏi ông trời. Huống hồ chi á, cô lấy tiền mà đưa cái thằng bán trời không mời thiên lôi đó, nó đi cá độ đá banh. Tôi nói như vậy á, cô hiểu chưa? Con có bao anh ấy, là anh ấy một sổ đỏ nhà con đem đi cầm mà. Anh ấy hứa sẽ trả nợ cho con, nhưng mà khi giang hồ đòi nợ, anh ấy trốn mất tiêu à. Bây giờ con không biết phải làm sao hết á. Bác giúp con đi bác ơi. Cái con này nó ngu hết cái ngu của thiên hạ. Mà Tư. Dạ. Đóng cửa lại. Lần sau á, không có mở cửa cho cái con này vô, hiểu chưa? Dạ. Ngu như vậy á thì chết đi chứ làm gì, khóc làm gì nữa. Bác nói vậy là đâu có được. Cái này là con trai bác gây nợ mà. Con trai của bác mắc nợ thì bác phải chịu trách nhiệm chứ. Tôi nói cho cô biết nha, Tuổi của nó gần bằng tuổi của tôi. Nó tự làm thì nó phải tự chịu trách nhiệm. Cô đi mà tìm đó mà đòi. Đừng có tới đây mà làm phiền tôi nữa, mệt lắm. Bác nè, đi đi ra về đi. Cô ơi cô, cô mở cửa cho con đi cô. Cô ơi cô, mở cửa cho con đi cô. Cô em làm cái gì mà trốn tụi anh cả tuần nay vậy? Nhắm trốn hết cuộc đời này không hả? Anh Tư, anh Tư ơi, anh Tư ơi, anh Tư ơi, anh Tư, có chuyện rồi anh Tư ơi. Chuyện gì? Thằng Mạnh nó tới nó tìm anh kìa. Thằng Mạnh với thằng Bụ đến đây phải không? Ủa sao anh Tư biết hay vậy? Mà bây giờ mình tính sao anh? Tính sao là tính sao, nó đến trả nợ tao đó. Ủa sao em nhớ là tụi nó không chịu trả mà? Tới cha nó cũng dám giật tao chứ đừng nói nó. Dạ vậy bây giờ em kêu tụi nó vô nha. Khỏi, cho nó chờ đi. Dạ. Anh ơi, anh cho em về đi. Em kiếm được anh Tuấn, rồi em lấy được tiền, em trả nợ cho anh Tư. Đừng có nói nhiều, về gặp anh Tư rồi tính cái gì tính mày. Em không dám gặp anh Tư đâu. Để em tìm anh Tuấn lấy tiền, rồi gọi anh một ít uống cà phê mà. Thằng Tuấn nó trốn rồi, tao biết tiền nó ở đâu. Mày định đút lót tao nữa hả mày? Thôi đi nha mày, quên đi. Anh không cho tôi về, tôi la lên đó. Dám la không? Hả? La một tí thử coi. Chạy thẳng về mày, nhanh lên. Dạ.